Như vậy là kể từ tháng 5 này, giá điện sẽ tăng thêm 3%, mức tăng được đánh giá là thấp. Tuy nhiên thì thường sau mỗi lần giá điện được điều chỉnh tăng, dù ít hay nhiều, thì đều có những tác động tăng giá mang tính tâm lý. Còn với lần tăng giá điện lần này, ghi nhận ngay sau khi áp dụng giá điện mới cho thấy cảm nhận của người dân và doanh nghiệp là khá bình tĩnh. Giá điện tăng vào đúng thời điểm tại Hà Nội, thời tiết chuyển mùa nóng bức. Các thiết bị làm mát bắt đầu được sử dụng nhiều. Quán cơm này những tháng trước tiêu dùng khoảng 2,5 triệu tiền điện. Còn khi chuyển mùa nóng như thường lệ các năm trước, quán sẽ tiêu dùng khoảng 3 đến 3,5 triệu tiền điện. Hiện tổng chi phí nguyên nhiên liệu của quán mỗi tháng vào khoảng 60 triệu đồng, trong đó riêng tiền điện thì chiếm 5%. Với giá điện mới, chi phí điện tháng 5 này của quán sẽ tăng thêm khoảng 100.000 đồng, làm tăng khoảng 0,16% tổng chi phí. Nhà tôi tuy rằng giá điện nó có tăng lên vài chục nghìn một tháng đấy, nhưng mà nhà tôi cũng không đáng kể, vấn đề là phải khó khăn để khắc phục chung thôi. Còn về vấn đề là hàng hóa nhà tôi giá điện tăng thế, nhưng mà hàng hóa nhà tôi vẫn bán cho khách với cái giá bình thường, bình dân nhất có thể. Doanh nghiệp này mỗi tháng tiêu dùng khoảng 30 triệu tiền điện. Với mức tăng 3% theo giá điện mới, kể từ tháng 5, chi phí tiền điện sẽ tăng thêm khoảng 900.000 đồng. Như vậy, hết năm 2023, nếu điều kiện sản xuất duy trì ổn định, thì doanh nghiệp sẽ trả thêm khoảng hơn 7 triệu đồng tiền điện. Khoản trả thêm này không đáng kể so với tổng chi phí sản xuất cả năm. Hôm qua thì chúng tôi mới nhận được cái thông tin là về bên điện thì tăng 3%. Nhưng mà theo cái kết quả kinh doanh ở bên chúng tôi ấy, và cái kết quả sử dụng điện hàng tháng thì nó rơi vào đâu đó khoảng 1%. Thì với cái kết quả này thì với mức độ tăng này thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Cái mức tăng 3% lần này thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản nó trong cái khả năng chấp nhận được của người dân và doanh nghiệp. Bởi vì nó có tác động nhưng mà nó không phải là quá lớn. Cái thứ hai là thực ra thì ban đầu người dân doanh nghiệp cũng đang dự đoán là có thể tăng nhiều hơn ở mức là khoảng 5-7%, nhưng thực tiễn là tăng 3%, tôi nghĩ rằng là nó ở cái khả năng chấp nhận được. Mặc dù việc tăng giá điện lần này thấp và không ảnh hưởng nhiều tới sản xuất kinh doanh, nhưng cũng như những lần tăng giá điện trước đây, các doanh nghiệp không có thời gian để chuẩn bị. Các hợp đồng sản xuất đã ký đến hết năm, điện tăng khiến chi phí tăng nhưng không được đưa vào giá bán nên thâm vào lợi nhuận. Với tình hình EVN vẫn đang thua lỗ lớn, khả năng điện tiếp tục tăng giá là hiện hữu. Doanh nghiệp đề nghị nên có lộ trình cho các đợt tăng giá điện tới đây. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động các phương án sản xuất kinh doanh.